Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của Truyền hình Nhân dân. Thưa quý vị và các bạn, những cơn mưa dông về đêm chỉ xuất hiện ở khu vực vùng núi và không xảy ra ở vùng đồng bằng. Vì thế mà lúc này ở khu vực Trung Du và đồng bằng Bắc Bộ trời khá là oi bức, với mức nhiệt ngoài trời đã ở ngưỡng cao trong khoảng từ 28 đến 30 độ. Trong ngày hôm nay, cùng với sự phát triển và mở rộng hơn của vùng thấp nóng phía Tây, nền nhiệt miền Bắc sẽ tăng nhanh. Với đợt nóng này, ở khu vực phía Tây Bắc Bộ có thêm ảnh hưởng của hội tụ gió trên mực 5.000m, nên trưa chiều mới có nắng. Chính vì vậy mà nắng nóng ở khu vực phía Tây Bắc Bộ trong ngày hôm nay chỉ xuất hiện ở 2/3 khu vực, với ngưỡng nhiệt trong khoảng từ 35 đến 36 độ. Trong khi đó, ở phía Đông Bắc Bộ không chịu tác động của hội tụ gió nên trời nắng mạnh từ sớm. Nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở khu vực này dao động trong khoảng từ 35 đến 37 độ. Riêng đối với khu vực thủ đô Hà Nội, hôm nay trời nắng gắt với nhiệt độ cao 38 độ. Về chiều và tối, do tác động của vùng hội tụ gió trên cao nên khu vực Lai Châu, Điện Biên, phần phía Tây của tỉnh Sơn La, khu vực Hòa Bình, tỉnh Lào Cai, Hà Giang và một phần của tỉnh Cao Bằng sẽ có mưa rào và dông. Trong mưa dông cần đề phòng khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Quá trình phát triển mạnh hơn của vùng thấp nóng phía Tây cũng chính là nguyên nhân khiến cho hiệu ứng gió phơn hoạt động mạnh hơn. Vì thế, trong ngày hôm nay, toàn bộ miền Trung sẽ duy trì trạng thái nắng nhiều, trong đó tâm nóng sẽ tập trung ở khu vực các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào cho đến tận Phú Yên, với mức nhiệt trong khoảng từ 35 đến 37 độ. Riêng khu vực vùng núi phía Tây như là Hương Khê, Tuyên Hóa, Đông Hà, Nam Đông và cả Tam Kỳ đạt mức nắng nóng gay gắt với mức nhiệt là 38 độ. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ trong ngày hôm nay tiếp tục chịu ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam với cường độ trung bình. Do vậy mà ban ngày trên cả hai khu vực vẫn đều có nắng, nhiệt độ không thay đổi nhiều, phổ biến trong khoảng từ 31 đến 34 độ ở Tây Nguyên và trong khoảng từ 33 đến 35 độ ở các tỉnh thành Nam Bộ. Thế nhưng về chiều tối, mưa dông vẫn tiếp tục xuất hiện trên 1/2 diện tích khu vực. Trong đó, mưa khá sẽ tập trung ở phần phía nam của Tây Nguyên cũng như là cả khu vực Nam Bộ với cường độ đạt mức mưa vừa, có nơi mưa to và dông mạnh. Mưa xuống sẽ khiến cho thời tiết chuyển mát hơn. Tuy nhiên, người dân cũng cần phải đề phòng các hiện tượng như là lốc xoáy, dông sét và gió giật mạnh có thể đi kèm trong cơn dông. Trên biển, khu vực Bắc và giữa Biển Đông, bao gồm vùng biển huyện đảo Hoàng Sa có thời tiết tốt, không mưa, gió yếu, sóng thấp, biển lặng. Còn đối với khu vực phía nam của Biển Đông, bao gồm vùng biển huyện đảo Trường Sa cũng có gió yếu, sóng thấp. Nhưng về chiều và tối trên các khu vực biển này lại xảy ra mưa rào và dông, kèm theo đó là nguy cơ xảy ra tình trạng lốc xoáy và gió giật mạnh. Và sau đây sẽ là dự báo thời tiết trong 3 ngày tại các khu vực trên cả nước.